Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình sẽ tích hợp cái Google Maps vô trong cái project của mình. Thì ở trong thằng tích hợp Google Maps này, mình sẽ làm ngoại trừ cái việc là mình sẽ tích hợp Google Maps ra, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một số cái thằng nhỏ nhỏ phụ phụ. Thứ nhất là về cái việc là mình sẽ add nhiều cái địa điểm trên cùng một cái Google Maps thì mình sẽ làm như thế nào. Cái thằng thứ hai là mình sẽ xử lý như thế nào về cái việc là zoom camera ở trên cái Google Maps. Và cái thằng thứ ba là mình sẽ show được là cái vị trí hiện tại của mình ở trên Google Maps nó sẽ hiển thị như thế nào. Rồi vậy thì công việc đầu tiên của mình để mình làm cái thằng này á, nó rất là dễ nha, rất là dễ ha. Rồi công việc đầu tiên các bạn sẽ truy cập vô giúp mình thằng console.cloud.google.com để mình có thể tạo ra được một cái project mới. Rồi thì cái giao diện ở đây mình sẽ có một cái giao diện nó như thế này ha. Đối với bạn nào mà đã tạo cái project trước đó thì cái giao diện của mình là nó sẽ như thế này. Còn đối với bạn nào mà chưa có gì hết á thì ở đây nó trống thôi, nó không có gì hết trơn. Và các bạn sẽ chọn giúp cho mình là thằng cái khung này ha, cái khung này nè, các bạn click vô. Rồi, ở bên mục này nó sẽ có một cái nút new project thì các bạn nhấn new project thôi. Rồi. Project name thì các bạn sẽ đặt tên cho nó. Đặt tên cho nó hay các bạn đặt cái gì cũng được hết trơn. Rồi sau đó là các bạn nhấn create thôi. Rất là dễ dàng ha. Rồi các bạn chờ một xíu để nó create ha. Ở đây nó sẽ show cái thông báo lên là khi nào nó thành công. Thì khi mà nó tạo ra được thành công ở đây thì các bạn chỉ còn là gì, nhấn select project ở đây, hoặc là các bạn sẽ nhấn vô trong cái ô mới nãy á và các bạn chọn cái project của mình mới vừa tạo. Ví dụ như ở đây mình mới vừa tạo cái thằng này đúng không, vậy thì ở đây mình click vô nó thôi. Thì để mục đích để làm gì, để nó chọn cái project mà mình làm để mình có thể bật được API, mình có thể lấy được cái API key ở trong project này. Rồi sau khi mà các bạn đã chọn được cái project của mình rồi, project mà các bạn mới tạo rồi, thì các bạn sẽ vô trong cái navigation menu của thằng Google Cloud này, các bạn chọn giúp cho mình là cái API và service. Rồi các bạn chọn enable API and service, nhấn vô, nhấn vô ha. Rồi sau khi các bạn nhấn vô thì nó sẽ hiển thị ra được một cái giao diện nó như thế này. Rồi trong giao diện này nó có một cái nút enable API and service ở đây, click vô một phát nha. Rồi ở trong cái API library này thì các bạn sẽ tìm giúp mình tới cái thằng map SDK for Android. Nếu như các bạn tìm không thấy thì các bạn có thể search ở đây, còn nếu như mà các bạn thấy ở đây rồi thì các bạn có thể chọn cái map SDK for Android này luôn nha. Rồi nhấn vô. Nhấn vô thì ở đây nó có một cái nút enable, thì nhấn vô cái nút enable thôi để mình có thể bật được cái API này lên ha, API map SDK for Android này lên. Mình sẽ bật cái thằng này lên ha. Rồi sau khi mà mình bật cái thằng này xong thì ngay lập tức nó sẽ di chuyển qua cái trang chính của mình nè, và ở trong cái enable API này phải có cái thằng map SDK for Android ở đây thì nó mới được ha, thì nó mới được nha. Rồi ví dụ như ở đây mình đã có rồi nè. Rồi cái đó là bước đầu tiên. Rồi bước thứ hai là gì, mình sẽ vô trong cái Redentino ở đây, nhấn vô cái Redentino. Rồi sau đó là gì, ở đây nó có một cái dấu Redentino đúng không, Create Redentino, nhấn vô. Rồi chọn API key thôi, nhấn vô một phát. Rồi thì ngay lập tức nó sẽ tạo cho mình một cái API key. Tạo cho mình một cái API key ha. Những cái bước này là đều có ở trong file doc hết, các bạn yên tâm ha, từng bước đều có hết, step by step luôn. Rồi mình sẽ có cái API key này đúng không? Vậy thì mình sẽ lấy cái API key này, mình sẽ bỏ vô trong cái project của mình. Rồi vậy thì bỏ vô trong project thì mình sẽ bỏ như thế nào? Này, ở đây cái bài Google Maps này nó cũng là cái bài lab 6, cũng là cái bài assignment của mình luôn. Thế nên là gì? Ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái project mới. Để làm cái gì? Để mục đích là nó sẽ mô tả giống như là cái assignment của các bạn á. Các bạn sẽ tự add vô cái assignment của mình nha. Rồi ở đây mình sẽ tạo ra một cái project mới ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn nó là empty thôi, empty activity thôi, chứ không gì hết trơn. Rồi ok, nhấn next nè, đặt tên cho nó ha, rồi finish thôi. Rồi ở đây ha, ở đây ha, khi mà mình có cái project rồi đúng không, bây giờ mình muốn add cái Google Maps vô trong project này rất là đơn giản ha, cực kỳ đơn giản luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm như thế nào nè. Rồi ở trong cái project của mình sẽ tạo cho nó một cái activity nha. Ở đây nhấn chuột phải, chọn new, chọn activity. Và ở đây hoàn toàn các bạn có thể code lại cái activity bằng cách là các bạn sử dụng empty activity và các bạn sẽ code lại thôi. Bước code như thế nào có ở trong phần doc.
Có ở trong phần doc nha. Cách thứ hai, các bạn không muốn code đúng không? Các bạn muốn sử dụng cái template có sẵn được luôn. À, các bạn có thể nhấn vô cái gallery ở đây. À, cái các bạn tự code hoặc là code có sẵn là nó giống nhau thôi. À, một là các bạn sử dụng cái code có sẵn, hai là các bạn tự code ra thành một cái thằng khác. À, ví dụ như là assignment của các bạn mà làm fetchment á thì các bạn phải tự code rồi. À, còn ở đây khi mà các bạn sử dụng cái template có sẵn á, nó chính là activity thôi. Đó, thế nên là mình đã có ở trong file doc cũng hướng dẫn cái cách code như thế nào rồi. À, còn ở đây mình sẽ sử dụng gallery để nó tạo code cho nó nhanh. Rồi, nhấn gallery thì nó sao? Nó sẽ xuất hiện lại cái thằng ban đầu đúng không? Và ở đây mình sẽ chọn là cái Google Map Activity. À, rồi, sau đó là gì? Nhấn next. Rồi, nhấn finish luôn. À, mình đặt tên cho nó là Google Map Activity luôn. Rồi, sau khi mà các bạn xử lý xong cái activity này xong thì sao? Ở đây, ở phía dưới Android Manifest ha, nó sẽ tạo cho mình một cái thằng là metadata ở đây. À, và đồng thời là gì? Đồng thời là ở trong cái Gradle module của nó của mình á, nó cũng sẽ add cho mình một cái thư viện đó là DNS Play Service. À, đây, DNS Play Service Map. À, đấy, nó tự động nó add cái thằng này luôn. À, thì có cái thằng này thì thằng Google Map của mình nó mới hiển thị lên. À, khi mà các bạn sử dụng gallery là nó tự động nó add luôn. Còn các bạn mà code riêng thì các bạn phải tự add cái thằng này vào giúp mình. Nha. À. Rồi, sau đó là gì? Ở bên thằng Android Manifest nó sẽ tự thêm cho mình một cái thằng là metadata ở đây. Ha, à, metadata ở đây. Rồi, các bạn thấy ở đây nè, metadata ở đây nó có một cái value nó ghi là your API key. Thì cái chỗ này nó chính là gì? Nó chính là cái API key mà các bạn mới tạo ở đây. Các bạn chỉ cần copy cái API key này vô trong project và các bạn paste nó ở đây thôi. Ha. À. Rồi, sau khi các bạn paste xong rồi đúng không? Vậy thì ở đây nè, mình sẽ sửa lại cái thằng map của mình là cái thằng chạy đầu tiên nha. Để mình test thử, xem thử là nó có hiển thị hay không. Đây, đấy. Rồi, sau đó là gì? Mình chỉ cần chạy thôi. Chạy ha. Rồi, để nó build một xíu, xem thử là nó hiển thị lên được cái Google Map của mình hay không. Nha. Rồi. Khi mà nó hiển thị như thế này là có nghĩa là cái Google Map của các bạn đã được enable lên. À, phải hiển thị được cái bản đồ nha. Có một số bạn khi mà các bạn làm ở đây, nếu như mà ở đây nè, nó không có hiển thị được cái bản đồ á, là có nghĩa là nó vẫn chưa enable cái API lên. À, các bạn phải làm lại cái bước ở trên cái thằng Google Console để mình thực hiện lại. À, còn nếu như mà nó hiển thị như thế này là ok rồi. À, ok rồi ha. Rồi, vậy thì cái thằng này xem như là mình đã hiển thị lên rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình sao? Bây giờ mình muốn là gì? Mình muốn cái marker này nè. Hiện tại marker mặc định ở đây là nó đang là Sydney, đúng không? Vậy thì bây giờ mình muốn là gì? Mình tạo ra một cái marker mà sao nó sẽ trỏ về cái trường của mình đi chẳng hạn. Ha, cái trường của mình chẳng hạn thì mình sẽ làm như thế nào? Rồi, vậy thì ở đây các bạn chỉ cần là qua cái thằng map activity này. Ha, nếu như mà các bạn sử dụng cái template có sẵn á thì các bạn đừng có quan tâm đến những cái thằng này làm gì. Các bạn chỉ quan tâm đến đúng một cái chỗ thôi, đó là cái thằng on map ready ở đây thôi. Đây. À, và toàn bộ những cái chức năng mình cũng sẽ xử lý ở trong thằng on map ready này. À, cái thằng on map ready này nó chính là cái chỗ mà nó sẽ thực hiện cái việc là marker. À, thực hiện cái việc marker. À, rồi các bạn sẽ thấy ở đây nè. Nó sẽ tạo ra một cái let long Sydney. À, let long Sydney ha, và ở đây nó sẽ truyền vô cái let long ở Sydney. À, thì cái thằng này nó chính là kinh độ vĩ độ thôi. Ha, kinh độ vĩ độ của một cái vị trí nào đó ha. Và ở đây nó sẽ có thêm một cái thằng nữa là gì? Nó sẽ chấm position của cái Sydney này, có nghĩa là gì? Nó lấy cái let long ở đây để nó gán vô một cái marker này, các bạn thấy ha, mmap.mmarker, rồi gán cái position vô. Và ở đây nó chính là cái title. Ha, title này để mục đích để làm gì? Đây, khi mà các bạn click vô cái marker này nè, nó tự động nó sẽ hiển thị ra được cái title ở trên này. Ha, vậy thì bây giờ mình muốn sao? Mình muốn là lấy cái địa chỉ trường của mình đúng không? Bỏ vô trong này thì các bạn chỉ cần như sau ha. Lên cái Google Map của mình ấy. À, lên cái map.google.com. Rồi các bạn search cái địa chỉ trường của mình. À, ví dụ như là cao đẳng FPT. Rồi quận 12 đi. À, quận 12 ha. À, rồi ví dụ như ở đây. Đó, đây. Ha, à, ví dụ như là cái tòa B của mình đúng không? Vậy thì khi mà các bạn search bất kỳ một cái địa điểm nào đó nha thì các bạn chỉ cần là gì? Để ý ở trên cái link của Google Map ấy. À, link của Google Map nha, nó sẽ có một cái đường, à, nó sẽ có một cái đường dẫn là nó ghi là A cộng rồi xẹt 10 chấm cái gì đó rồi phẩy 106 chấm cái gì đấy.
ha. Thì cái thằng này nè, cái thằng mà 10 10 chấm cái gì đó rồi 1,106 hay 1,07 gì đó tùy theo cái địa chỉ của mình nha. Thì nó sao? Nó chính là cái long leg của mình. À, nó chính là cái thằng long leg của mình. Thì các bạn chỉ cần copy hai cái số này thôi. À, hai cái số luôn nha, là kinh độ và vĩ độ luôn á. Và các bạn chỉ cần là gì? Vô trong này. Các bạn bát nó ra thôi. Đây, các bạn bát nó ra. Thì ngay lập tức là gì? Cái này nó sẽ là lát long, à, kinh độ vĩ độ của mình ha. Và sau đó là gì? Mình chỉ cần sửa lại cái title ở đây thôi. Ví dụ như là FPT Poly cơ sở 3. À, ví dụ như thế này ha. Thì khi mà các bạn chạy lên nè. Các bạn chạy lên ha. Đây. Đấy, ngay lập tức là gì? Các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ marker tại Việt Nam, à, và chính là cái địa chỉ ở đây luôn. Và khi mà các bạn click ở đây nè, nó sẽ ra được là FPT Poly cơ sở 3. À, rồi. Đấy, đó là cái thằng đầu tiên, đó là cái việc là các bạn marker. À, marker một cái vị trí. À, vậy thì bây giờ làm sao? Bây giờ các bạn muốn marker nhiều vị trí thì là như thế nào? À, ví dụ như bây giờ các bạn muốn marker cái ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Bây giờ mình marker một cái ở Hà Nội thì mình sẽ làm như thế nào? Thì các bạn sẽ thấy ở đây. Các bạn thấy nè, để mà mình marker được một cái vị trí đúng không? Thì mình cần phải có một cái led long đúng không? Có nghĩa là một cái kinh độ vĩ độ, và kèm theo đó là gì? Mình sẽ gọi cái Mmap, nó chính là cái Google Map của mình ấy, à, chấm add marker thôi. Vậy thì bây giờ mình muốn add thêm một cái thằng nữa thì sao? Mình chỉ copy hai thằng này. À, copy. Rồi sau đó là gì? Mình bắt nó ra và mình sẽ thay đổi cái giá trị ở đây thôi. À, ví dụ như ở đây, à, mình ghi là chữ Hà Nội đi. Đó, Hà Nội ha. Để tí nữa là gì? Để mình add cái led long ở đây vô. À, vậy thì ở đây mình sẽ search tiếp ha. Ví dụ như ở đây ha, mình search cho nó là chữ Hà Nội nha. Rồi ví dụ như là nó sẽ qua cái Hoàng Kiếm Hà Nội đây đi. Rồi mình sẽ sao? Mình sẽ copy cái led long thằng này. À, rồi sau đó là gì? Bỏ vô cho thằng này. À, bỏ vô cho thằng này nha. Rồi và kèm theo đó là gì? Cái Hà Nội này mình phải set cái position ở đây. À, nó là Hà Nội. À, và kèm theo đó là gì? Mình set lại cái title ha. Ví dụ như ở đây là Hà Nội. Đấy, Hà Nội ha. Rồi, vậy thì khi mà các bạn chạy lên á là nó sẽ có marker thứ hai, nó sẽ marker ngay ở vị trí Hà Nội. À, đây ha, vị trí Hà Nội ở đây. À, và nó sẽ có một marker ở thành phố. À, đấy ha. Đó, các bạn click thì nó đều ra được cái title nha. Rồi. Rồi, cái đó là mình sẽ marker nhiều, à, nhiều cái địa điểm bằng cách là gì? Mình cứ tạo ra nhiều cái marker thôi. À, đấy, rất là đơn giản ha. Rồi, sau đó là mình sẽ có cái gì nữa? Mình sẽ có cái phần tiếp theo, đó là cái gì? Đây ha, thêm nhiều marker thì mới nãy mình đã nói rồi ha, xử lý thêm chức năng này. Rồi, sau đó là mình sẽ có là di chuyển camera, và khi mà mình click vào một cái marker, à, thì các bạn sẽ thấy là gì? Đây, ví dụ như ở đây, khi mà mình click vô một cái marker á, thì nó chỉ đơn giản là gì? Nó sẽ hiển thị lên được cái title thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ mình muốn là gì? Click vô cái marker tự động mình sẽ có một cái hiệu ứng camera, nó sẽ sao? Nó sẽ zoom vô đúng cái vị trí đó. À, zoom vô đúng cái vị trí đó thì mình sẽ làm như thế nào? Rồi, vậy thì ở đây mình chỉ cần gọi cho nó một cái sự kiện là set on marker listener thôi. Có nghĩa là gì? Sự kiện click vô marker. À, sự kiện click vô marker. À, rồi, ở đây mình sẽ lấy cái đoạn code ở đây nha. Rồi, mình sẽ paste vô trong cái thằng map already luôn. Đây. Rồi, add cho nó một số cái thư viện của mấy cái thằng này vô. Rồi, mình sẽ nói về cái thằng này như thế nào. Rồi, vậy thì ở đây nó sẽ như sau này các bạn. Các bạn sẽ thấy ha, ở đây khi mà mình click vô một cái marker thì mình sao? Khi click vô được marker thì chắc chắn mình sẽ biết được cái position của nó, đúng không? Tại vì là gì? Khi mà mình add marker thì mình sẽ có cái position. Đúng không? Vậy thì khi mà click vô bất marker thì chắc chắn mình sẽ biết được position. Vậy thì ở đây nó sẽ gọi một cái camera update. À, camera update ha. Nó sẽ sao? Nó sẽ new cái led long zoom, à, có nghĩa là nó sẽ new cái việc là nó sẽ zoom vô một cái vị trí nào đấy, à, nó zoom vô một cái vị trí nào đó ha, bằng cách là gì? Nó sẽ có cái marker position, và cái thằng thứ hai nó chính là cái độ zoom. Thì độ zoom ở đây càng lớn thì nó sẽ zoom càng gần, còn độ zoom nó càng nhỏ thì sao? Thì nó zoom nhỏ. À, ví dụ như ở đây mình để 15 ha, tí nữa mình sẽ thay đổi, mình đổi cái con số này để cho các bạn xem. À, rồi sau đó là gì? Ở đây nó chỉ còn gọi cái gì? Gọi một cái mmap.animateCamera, có nghĩa là hiệu ứng để nó chuyển động cái camera. À, thì sao? Ở đây nó sẽ gọi vô cái camera update, nó chính là gì? Vị trí, à, mà nó cần zoom. Rồi cái thằng thứ hai 500 ở đây nó chính là thời gian để nó thực hiện cái hiệu ứng đó, à, thực hiện cái hiệu hiệu ứng là di chuyển cái camera là bao nhiêu, các bạn có thể thay đổi ở đây.
Ở trong cái phần file doc của mình đó, mình đã nói rất là rõ. Vậy thì khi mà các bạn xử lý xong cái sự kiện này, thì khi mà các bạn click vô này, các bạn chạy thử ha, thì các bạn sẽ thấy là cái hiệu ứng nó sẽ zoom nha. Rồi, ví dụ như thế này này, đúng không? Bây giờ mình zoom vô cái cơ sở ba của mình chỉ cần click vô một phát đấy, ngay lập tức là các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái hiệu ứng zoom trong vòng nửa giây, đúng không? Tại vì là 500 thôi, trong vòng nửa giây thì nó sẽ hiển thị ra. Còn ví dụ như là các bạn muốn sao, muốn là bây giờ là nó zoom nhỏ hơn một xíu, thì các bạn có thể thay đổi ở đây cái độ zoom của đây ha. Ví dụ như ở đây là mình thay đổi nó là 10 thôi, và cái thời gian nó zoom là ví dụ như là trong vòng 3 giây đó, trong vòng 3 giây. Thì khi mà các bạn chạy lên này, các bạn thấy 15 giây thì nó hơi 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 lớn đúng không? Bây giờ mình click lại này, đấy, trong vòng 3 giây đó thì nó sẽ zoom ha. Đó, thì cái này là cái độ độ zoom của nó là 10 thôi. Còn 15 thì nó sẽ bự hơn một xíu. Rồi 20, 30 gì đó, các bạn muốn zoom càng càng lớn thì sao? Thì các bạn chỉnh cái thằng này lại, số nó càng lớn. Còn các bạn muốn cái hiệu ứng của nó, ví dụ các bạn muốn từ từ nó zoom, thì các bạn sao? Đưa cái thời gian này nó cao lên. Đấy, đó là cái thằng thứ hai. Đó là cái việc là gì, mình sẽ tạo ra được cái hiệu ứng để mình có thể là di chuyển cái camera, mình zoom cái camera khi mà click vô ha. Rồi, và cái cuối cùng đó là gì, mình sẽ hiển thị được cái vị trí hiện tại trên Google Maps. Thì cái vị trí hiện tại này định vị một người dùng là mình đã học ở bên lab lab 4 rồi, đúng không? Vậy thì gì, mình chỉ cần áp dụng vô cái lab 4 thôi. Vậy thì ở bên cái thằng lab 4 sao, để mình có thể định vị được cái người dùng thì mình phải sử dụng cái Field Location Client, đúng không? Vậy thì để mà sử dụng được Field Location Client thì mình phải add thêm cho mình một cái thư viện, đó là Play Service Location. Ok ha. Vậy thì mình add cái thằng này vô thôi. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ vô trong cái Build Gradle ha, Build Gradle, và mình sẽ add thêm cái thư viện vô ha. Đấy, rồi mình xin nào nó thôi. Mình xin nào nó thôi. Rồi, sau đó là gì? Các bạn sẽ thấy là gì? Ở trong cái bài lab 4 mình có gọi một cái get location, đúng không? Get location để mình lấy được cái vị trí hiện tại. Vậy thì ở trong này cũng vậy luôn, mình cũng sẽ gọi một cái get location ở vị trí hiện tại để mình lấy được cái vị trí hiện tại. Rồi, ở đây mình lấy lại cái đoạn code nha. Mình bỏ vô trong cái map activity rồi ở đây ha. Đó, mình tạo ra một cái get location rồi ở đây mình sẽ add cái thư viện vô thôi. Manifest này. Rồi, bucket manager này. Rồi, location này. Ok. Và đồng thời là gì? Đồng thời mình phải có thêm một cái thằng nữa, đó là thằng on request permission, đúng không? Để mình có thể check xem thử là cái nó được cấp quyền hay chưa, đúng không? Vậy thì ở đây, ở trong bài lab số 4 mình cũng có cái hàm này luôn. Thế nên là gì? Mình còn phải phải có cái hàm này luôn ha. Rồi, sau khi mà mình có cái hàm này xong thì gì? Ở đây, cái thằng Field Location Client này thì mình còn phải khởi tạo. Và khởi tạo ở đây, mình sẽ khởi tạo ở đâu? Các bạn sẽ thấy ha, mình sẽ khởi tạo ở trong cái hàm ORI. Ở trong hàm ORI này, mình sẽ khởi tạo nó. Vậy thì ở đây mình chỉ cần là gì? Đây, kéo lên xíu. Ở trong thằng ORI, đúng không? Mình sẽ khởi tạo nó này. Đấy, rồi khởi tạo nó nha. Để khởi tạo cái Field Location Client này ở trong ORI. Và ở đây, mình chỉ cần là gì? Mình chỉ cần xử lý thêm một miếng nữa, đó là mình sẽ khai báo nó ha. Rồi, ok. Field Location Client. Rồi, ok. Đấy. Ha. Đó, thì ngay lập tức là mình sẽ xử lý ha. Và cái thằng này. Cái thằng này ha. Cái thằng này để mà các bạn thực hiện được cái việc này thì các bạn chắc chắn các bạn phải xin quyền. Ha, xin quyền ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ xin quyền nào? Mình sẽ có hai cái quyền. Mình sẽ có hai cái quyền để các bạn xin. Đây, đó chính là cái asset file location với lại là cái thằng asset pro location. Mình sẽ xin hai cái quyền này. Rồi, vậy thì vô trong error manifest ha. Mình sẽ xin hai cái quyền này luôn. Đấy, mình sẽ xin hai cái quyền này nha. Rồi, thì khi mà các bạn xin cái quyền này xong thì ngay lập tức là gì, những cái thằng này á, code của mình nó sẽ không có lỗi nữa ha. Rồi, vậy thì mình chạy thử ha, mình chạy thử xem thử nha, xem thử là nó có được không. Rồi, đây nha. Ủa? Xin quyền của mình đâu ta? Rồi. My application.
Nãy mình chưa có xóa cái project cũ. Rồi chạy lại nè. Rồi mình chạy lên thử xem thử là nó có chạy được hay không ha. À rồi, ở đây mình thiếu một cái bước nữa là gì? Đây. Mình get location ở đây nhưng mà mình chưa có gọi nó ha, mình chưa có gọi nó này. Đấy, các bạn thấy là trong Aria mình đã chưa có gọi ha. Mình gọi thêm ha. Rồi, chạy lại thử nè. Rồi, đây ha. Rồi, nhấn alo thôi. Rồi, ngay lập tức các bạn sẽ thấy là gì? Có ha, nó có một cái chấm xanh ở đây. Ha, chấm xanh ở đây ha, nó chính là cái vị trí này. Rồi, bây giờ mình có thể là gì? Thay đổi cái vị trí thông qua cái thằng của mình, đúng không? Ha, rồi vậy thì bây giờ mình xử lý thử ha. Ví dụ như là ở đây mình để nó là Hồ Chí Minh đi. Rồi, sau đó là set location. Ha. Set location. Rồi, để mình bật cái Google Map lên xíu. Map ha. Để nó định vị Rồi, Hồ Chí Minh đúng không? Ok. Rồi, đây ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử thêm miếng nữa ở Hà Nội đi. Rồi, Hà Nội ha. Rồi, set location. Rồi, mình qua Google Map đi. Cái máy ảo nó thường thường là nó bị vậy á ha, có lúc được có lúc không. Rồi ok. Rồi bây giờ mình thử mình chạy lại thử nha. Mình chạy lại thử xem thử là nó có ăn luôn lúc cái mình xử lý cái thằng này không. Rồi Hà Nội ha. Rồi search Đà Nẵng đi. Đà Nẵng nè. Set. Đấy, ok, bây giờ thì nó lại ăn được liền nha. Cái máy ảo nó mệt mỏi lắm nha. Nhận. Đó ha, các bạn sẽ thấy là gì? Cái location của mình á nó sẽ di chuyển khi mà mình set lại cái location ở trong cái máy ảo của mình ha.